Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một cái lô đẩy màu vàng chanh rất là đẹp mới vừa về bên mình em nhé. Thì đây em đang xếp vào trong này rồi. Với lô đẩy này thì nó là cực kỳ đẹp, có cái phím ấn công tắc rất là xịn này, xịn sò này. Mặt màu vàng chanh em nhé. Đây là của thương hiệu 3B, 3B Dio, The Art, The Entertainment này. Với mã hàng là MB150V. Màu vàng chanh thì là một nhôm chanh rất đẹp anh em nhé. Cho anh em xem bên này, mình sẽ mở ruột cũng như là thử máy cho anh em nhé. Ok anh em, đây là một con 3B Dio MB150V. Mặt vàng chanh, rất là sang chảnh. Em tháo ra cho anh em cùng nhau khám phá ở bên trong nội thất của con này, ruột gan cũng như cấu tạo, những thành phần linh kiện của nó anh em nhé. Đối với dòng này thì nó chạy công nghệ Clutch H, thì nó sẽ đưa ra cái chất tiếng của nó rất chỉ là khỏe khoắn mà trong sạch và sáng tiếng em nhé. Đối với con này nó sử dụng cái biến áp đồng của nó này rất là to mà nặng. Con này em đã cân rồi và cân của nó lên 21 cân, 21 cân mình đẩy không em nhé. Chơi cái tính phụ kiện như là các cái shop các thứ nếu mình đóng gửi hàng cho anh em thì phải lót shop vào. Đối với con này thì nó chạy 20 sò anh em nhé, 20 sò bũ áp này, anh em có thể nhìn nghiêng đây, mình có thể thấy được những con sò rất là to. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 4, 20, là thành 20 sò. Và nó chạy cái dòng con trở của nó cũng rất là nổi tiếng em nhé. Trở 5W này, 5W 0,3 ohm gì. Anh em nhìn nhé. Từng linh kiện, chi tiết từng linh kiện luôn cho anh em. Đấy, có thể nhìn thấy. Đối với mạch này nó thiết kế là cái phần mạch của nó là ngửa lên trên, còn cái phần tản nhiệt của nó được gắn xuống dưới nhé. Và sử dụng hai quạt làm mát ở phía đằng sau này, hai quạt làm mát này, phía đằng sau. Đây là mát cho cái tản nhiệt. Khi công suất hoạt động nó nóng thì nó sẽ thổi làm mát cho anh em. Và con này nó sử dụng 4 tụ anh em nhé, 4 tụ dung lượng rất là cao. Con này dung lượng là 120V và 6800 microfarad. Anh em nhìn cái cách hãng người ta đã đi dây rất là gọn gàng. Anh em thấy nhìn dây nào ra dây đấy này. Anh em nhìn tổng thể bó dây rất là đẹp nhé. Một con hàng bãi xịn. Cho anh em xem kỹ về phần tụ cũng như là dơ lên phía sau. Ở đây anh em thì nhìn thấy là dung lượng tụ 120V đấy, 6800 mi, tụ dung lượng rất lớn anh em nhé, sử dụng 4 tụ thôi nhưng mà cho ra công suất cực kỳ khỏe. Anh em cứ nhìn cái con nào mà có cái dung lượng điện tụ cao thì là dòng máy rất là bền anh em nhé. Đấy. Còn phần mặt sau thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, đây là mặt sau nhé. Mặt sau có đẩy thì nó ghi là cảnh báo điện áp cao và nguy hiểm này, cái thứ này. Đây là dây cắm này, dây cắm tín hiệu vào. Đây là đường tín hiệu vào em nhé, đường tín hiệu vào từ trên vang xuống thì sẽ cắm vào đường này. Nó có cả cái cổng để cắm 6,5 ly, con này rất là nhiều các kiểu cắm. Đây là đường line ra. Các cái cần gạt như là độ nhạy sensitivity này, đấy, gạt sút sâu sút nông này, gạt đánh stereo bridge này, đầy đủ hết. Đây là cổng ra loa thì sẽ có hai dạng, một là vặn xoáy như thế này, hai là dạng Neutrik Canon như thế này anh em nhé. Đây là quạt, hai quạt làm mát. Đấy. Anh em có thể nhìn ở phía mặt trước này. Rất là đẹp nhá anh em nhé, kết hợp với một con vàng chanh rất là đẹp đẽ. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho anh em khi đang đánh loa cái chất tiếng của dòng này nhá anh em nhé. Xin mời anh em cùng theo dõi. Ok anh em, bây giờ mình đã lắp vào trong một cái bộ gian đang sử dụng một con vang số X5, một bộ micro VK6 và một cục đẩy. Đây là con đẩy 3B Dio MB150V. Đấy, rất là đẹp đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Đấy, ấn vào công tắc bật này. Đấy. Ok, nó sẽ mở lên. Và một cặp loa Pulin sao với mã hàng là Q212, hàng cao cấp anh em nhá. Đấy, Q212. Anh có thể nhìn toàn bộ. Ok, em sẽ mở lên. Chào
Mình sẽ thử một bản nhạc khác cho anh em nghe có thể thấy được nhé. Xong cho anh em về con đẩy màu vàng gold này anh em nhé. Mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến số điện thoại 09345 73743 anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất ở bên mình em nhé. Xin chào.